15 câu nói thâm thúy khiến bạn tỉnh ngộ trước khi quá muộn. 1. Ném bùn vào người khác thì trước tiên tay bạn đã lấm bẩn. Lời nói ác ý cũng vậy. 2. Ai đã qua những khi đói khát lang thang mới biết quý bát cơm nguội lót lòng. Ai đã trải gian nan khổ ải mới biết trân trọng giây phút bình an. 3. Có ai phán xét dù không biết gì về bạn, hãy nhớ, chó sủa khi gặp người lạ. 4. Con người ta sinh ra với một cái miệng để nói một lời, với hai cái tai để nghe từ hai phía, chứ không phải một cái miệng nói hai lời và một cái tai chỉ để nghe từ một phía. 5. Áo rách có thể vá, nhưng lòng tổn thương thì khó mà phục hồi. 6. Con người hơn nhau không phải ở địa vị, kinh tế, trình độ mà là ở cách sống. 7. Cuộc đời như những chuyến xe, người lên, người xuống, người về, người đi. Lúc hội ngộ, lúc phân ly nụ cười tiếng khóc, có khi lặng buồn. 8. Đừng dùng trí thông minh của mình để lợi dụng kiếm lời từ người khác, được vật chất nhưng mất nhân cách. 9. Chẳng ai sinh ra mà đã hợp nhau, một chút nhường nhịn, một chút chịu đựng, thêm một chút nhẫn nại, và có cả một chút hy sinh vì nhau thì tình yêu mới bền vững. 10. Chơi với người tốt như đi trong sương tuy không ướt áo nhưng mát rượi. Chơi với người xấu như đi giữa rừng gươm tuy không bị thương nhưng thường sợ hãi. 11. Đời người là một hợp đồng chọn gói niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau. Tất cả chỉ bán chung một gói, không thể mua riêng từng thứ được. 12. Khi móng tay dài chúng ta cắt móng tay chứ không cắt ngón tay. Cũng tương tự khi hiểu lầm hãy cắt bớt cái tôi chứ đừng cắt đứt mối quan hệ. 13. Muốn thương nhau thì phải hiểu nhau, muốn hiểu nhau thì phải tin tưởng nhau, muốn tin tưởng nhau thì phải thật lòng với nhau. 14. Thay đổi những điều mình có thể thay đổi và chấp nhận những điều mình không thể thay đổi. Đó cũng là một loại tri thức không sợ chậm chỉ sợ dừng, vãn tình. Mà tri thức muốn có được thì phải học. 15. Những người khiến chúng ta phải cúi đầu khâm phục hoặc ghi nhớ mãi, dù ít dù nhiều đều đã từng trải qua những thăng trầm biến động. Người có thể chịu đựng và vượt qua trở ngại lớn mới có thể đạt được thành công vang dội. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ 15 câu nói thâm thúy khiến bạn tỉnh ngộ trước khi quá muộn. Chúng tôi hy vọng rằng bài chia sẻ sẽ giúp ích cho bạn ít nhiều để có được mọi điều bạn muốn. Nếu bạn thấy video bổ ích, xin đừng quên nhấn like, share, đăng ký, ủng hộ kênh để chúng tôi có thêm động lực chia sẻ thêm nhiều video hữu ích và có giá trị hơn. Để nhận được thông báo mỗi khi video mới của chúng tôi phát sóng, quý vị hãy nhấn vào nút hình cái chuông bạn nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe dồi dào, bình an, thành công, hạnh phúc và thịnh vượng. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.